Hôm nay mình sẽ so sánh cho anh em hai chiếc điện thoại nhìn qua nó không khác nhau một tí gì cả. Anh em nhìn này, anh em không thể phân biệt được đâu là sản phẩm sử dụng con chip gì và đâu sản phẩm sử dụng con chip gì đâu. Bên tay trái của mình là chiếc Xiaomi 12 Pro phiên bản Snap 8 Gen 1. Còn bên tay phải của mình là Xiaomi 12 Pro phiên bản Dimensity 9000 Plus. Nếu mà cùng phiên bản 12/256 vào full box thì 9000 Plus nó sẽ đắt hơn so với cả là 8 Gen 1 khoảng tầm 500.000 đồng, sẽ loanh quanh khoảng cái mức giá là 8x. Rồi thì để xem là hai chiếc điện thoại này nó khác biệt nhau những cái gì, anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Hộp và phụ kiện thì không khác gì nha. Cả hai thì đều sử dụng chung một cái hộp là sạc 120W, rồi có dây cáp các thứ đầy đủ. Đấy thì anh em có thể sạc đầy pin cho những sản phẩm này rất là nhanh thôi. Xem là khắc chip thì nó có khắc trọng lượng hay không. Với con Xiaomi 12 Pro thì nó là 204,2g. Đây là bản Dimensity bản Snap chứ, sorry. Còn với Dimensity 9000 Plus thì nó sẽ là 202,9. Vậy là không khác biệt một tí gì cả. Trọng lượng nó vẫn đủ đầm nha. Cả hai chiếc điện thoại này đều sử dụng khung kim loại và kính cường lực là kính Victus. Kính thì đều cong như vậy. Đấy, thì anh em vuốt nó sẽ cảm giác là dễ chịu hơn rất là nhiều. Phần mặt sau của hai chiếc điện thoại này thì nó cũng giống nhau, cũng hoàn thiện là kính nhám. Rồi mình cố tình lấy một phiên bản màu đen và một phiên bản màu xanh. Thực ra là 12 Pro Snap thì mình có phiên bản màu xanh thôi. Kính nhám của cái con 12 và 12S Pro thì nó cũng giống nhau thôi, ít để lại dấu vân tay. Còn nếu mà anh em chọn phiên bản là Xiaomi 13 Pro ấy thì con đấy để lại rất nhiều dấu vân tay nha. Và cái cụm cam của nó ấy, được thiết kế cũng rất là đẹp, đúng không? Không hề lỗi thời. Cái con 12 Pro thì ra mắt từ cuối năm 2021 khoảng tháng 12. Còn con 12 Pro Dimen thì nó sẽ là khoảng giữa năm 2022, có nghĩa là cách biệt nhau khoảng nửa năm. Con này ra mắt mình nhớ không nhầm là cùng cái đợt Xiaomi 13 thì phải. Đấy thì họ giới thiệu thêm con như này, hoàn thiện thiết kế này, tất cả những cái phím bấm này, nút rồi khoét lỗ loa giống hệt nhau nha, không thể phân biệt được, thấy chưa? Quay sang phần màn hình phía trước nhá, thì anh em vẫn có một cái viền màn hình là tương đương thôi, vẫn là màn hình thác nước với viền màn hình rất là mỏng, cằm kiếc này, rồi những viền benzen này, camera selfie này được đục lỗ rất là nhỏ. Chúng ta đều sử dụng là 6,73 inch, độ phân giải sẽ là Quad HD+. Đương nhiên là anh em có thể chuyển về Full HD+ như bình thường để mà sử dụng tiết kiệm pin hơn. Có độ sáng nó cũng tương đồng với nhau luôn là 1500 nits. Ngoài ra thì với kích thước lớn này thì anh em sẽ có thể là giải trí đa phương tiện một cách sướng hơn. Tuy nhiên thì con 12 Pro phiên bản Snap chúng ta sử dụng công nghệ là LTPO thế hệ đầu tiên, có nghĩa nó có thể chuyển từ 120Hz xuống 10Hz để tiết kiệm pin. Nhưng con 12 Pro phiên bản Dimen thì lại sử dụng LTPO phiên bản 2, nó sẽ có thể chuyển được xuống tận là 1Hz cho anh em. Đó thì có nghĩa là cái con Dimen nó sẽ là cái công nghệ màn hình nó xịn hơn một chút. Thực ra là cái này nó chỉ liên quan về cái khả năng tiết kiệm pin thôi, chứ còn về cái chất lượng hiển thị thì không khác biệt nhau gì nha. Tất cả những cái chiếc điện thoại mà mình quay lên kênh thì mình đều có bán nhé. Anh em cứ nhắn tin vào Facebook hoặc Zalo của mình để phía dưới mô tả và cam ghim. Cả hai chiếc Xiaomi 12 Pro mình đang có ở đây thì sử dụng 4 loa của Amazon. Nếu mà anh em dùng bình thường, những tác vụ bình thường thì nó chỉ là 2 loa thôi. Còn hai cái loa còn lại sẽ là 2 loa chập. Mình sẽ thử so sánh loa xem khác biệt gì nhau không nhé. Với bản Snap. Không khác biệt nhau một tí gì anh em ạ. Cả hai con này đều có chất lượng âm thanh rất là tốt. Armageddon của Xiaomi thì nó cũng cực kỳ nổi tiếng rồi. Những cái bản âm thanh kiểu nhạc điện tử như thế này thì chắc chắn luôn là cái 2 loa trầm của máy nó sẽ kích hoạt lên nha. Đập bụp 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 luôn. Rồi về hiệu năng làm cái mà anh em sẽ rất là lăn tăn đây. Con bên trái là Snap 8 Gen 1 như mình đã đề cập, đúng không? Còn con bên phải là Dimensity 9000 Plus. Cả hai con chip này thì đều sản xuất trên cái tiến trình là 4nm. Cái này do Qualcomm sản xuất, còn cái này làm do Mediatek. Nhưng cái con Snap 8 Gen 1 này thì lại chịu trách nhiệm bởi Samsung. Phải là 8 Gen 1 thì mới chịu trách nhiệm bởi TSMC. Đó, và 8 Gen 1 thì cũng nhiều anh em có biết là cái nhiệt độ nó sẽ hơi cao hơn so với thực tế. Thực ra thì những ai mà mua Mi 12 Pro ấy cũng không phải là người chơi game quá là nhiều. Công nhận với mình là như thế không? Thì đây, cái xung nhịp tối đa của con này là 3.0, còn con này lên tới là 3.2 nhá. Cả hai phiên bản mình có đây ở đây thì đều là 12/256, đều chuẩn RAM là 5 và chuẩn bộ nhớ trong là 3.1. Thì mình có chấm điểm 3DMark để cho anh em xem. Con Dimensity 9000 Plus điểm số GPU nó cao hơn này, 2200, trong khi con này chỉ là 1800 thôi. Đó, và FPS nó cũng cao hơn. Rồi nếu mà mình có cơ hội lâu hơn thì mình sẽ test game cho anh em xem nhá, là hai con này nó có hiệu năng như nào, nhưng khả năng cao là 9000 Plus nó sẽ có khung hình tốt hơn thôi. Mình kéo xuống phía dưới này thì anh em để ý cho mình chỗ này nhá. Con này nhiệt độ là 37 độ C, còn con này nhiệt độ là 35 đến 36 độ C thôi. Có nghĩa là mát hơn một chút. Tuy nhiên thì cái ứng dụng 3DMark này thì nó test rất là nhanh thôi, nó chạy đâu đó khoảng 3 phút thôi thì nhiệt độ nó chưa tăng nhiều. Nhưng nếu mà anh em chạy những ứng dụng kiểu như AnTuTu Benmark chẳng hạn thì lúc đấy anh em sẽ thấy là con 9000 Plus này nó sẽ mát hơn 6801, đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 độ C. FPS trung bình của con này thì nó cũng sẽ cao hơn. Thì đây chính là một cái điểm đầu tiên và cái con Mi 12 Pro Dimensity nó đắt hơn 500k. Không phải là cái gì của phiên bản Dimensity nó cũng tốt hơn anh em ạ. Đó, nó được cái này nhưng mà nó mất cái kia nha. Ở phía trước thì anh em đều có camera selfie độ phân giải rất là cao, lên tới là 32 chấm, nhưng ở phía sau này nó mới là điểm khác biệt lớn. Trong khi con Snap ấy, thì sử dụng cảm biến chính là 50 chấm có chống dung học, thì con Dimen cũng thế. Nhưng con Snap sẽ có camera tele và camera ultra wide đều là 50 chấm luôn. Thấy chưa? Mà cái con Dimen này này, ultra wide của nó chỉ 13 chấm thôi, mà tele của nó cũng chỉ 5 chấm thôi. Có nghĩa là cảm biến chính thì không khác biệt nhau mấy, nhưng những cái cảm biến còn lại thì chênh khá là nhiều đấy. Thành ra là nếu anh em là người hay quay phim chụp ảnh nhá, con Snap nó sẽ hợp lý hơn. Chưa kể là khả năng quay video của con Snap này nó lên tới là 8K và 24 frame, trong khi con Dimen thì nó tối đa chỉ là 4K và 60 frame thôi. Đây là cái cách tối ưu của Qualcomm với cả những cái phần mềm quay phim chụp ảnh, lúc nào nó tốt hơn. Mình sẽ hẹn anh em ở những cái clip đánh giá chi tiết hơn, so sánh về hai con máy này. Nói thật với anh em là nếu mà chụp cảm biến chính ở cái điều kiện đầy đủ sáng hay là ở điều kiện là trong nhà thì nó giống hệt nhau. Chúng ta đều có vân tay ở phía dưới màn hình nhá, nhưng mà về pin lại là một cái khiến con Dimensity nhiều anh em gọi là chờ đợi. Thực ra con Dimen này nó khá hiếm ở thị trường Việt Nam nhé, không phải lúc nào cũng có hàng đấy. Còn cái con Snap này thì nó sẽ sẵn hàng hơn. Với phiên bản Snap thì sử dụng viên pin là 4600. Thực ra là với công nghệ LTPO thì dân văn phòng nó vẫn có thể trụ được trong một ngày. Cái con này nó vừa LTPO 2 rồi, nó lại còn có viên pin lên tới là 5160. Pin nó trâu hơn, lúc nào cũng khoảng tầm là 20% so với cả con này. Lại có một cái điểm khác biệt khá lớn nữa là cái con Snap thì hỗ trợ sạc nhanh sẵn trong hộp lên tới là 120W, sạc không dây thì đều 5W thôi. Nhưng cái con Dimensity thì sạc nhanh hỗ trợ tối đa là 67W thôi. Thực ra là cái phiên bản Dimensity này có thể hỗ trợ sạc nhanh lên tới là 120. Tuy nhiên là cái viên pin nó to, thế nên họ cũng không muốn nhét cái sạc nhanh quá là đẳng cấp vào, nó sẽ không tốt cho cái viên pin của anh em. Tóm lại thì đó là những cái điểm khác biệt của phiên bản Snap và phiên bản Dimensity trên chiếc Xiaomi 12 Pro. Nó khác biệt chính ở cái màn hình LTPO, một con là đời 1, một con đời 2. Nó khác biệt ở cái con chip và nó khác biệt ở cái pin. Ngoài ra còn khác biệt ở camera nữa. Không biết là với cách 500.000 đồng thì anh em sẽ chọn chiếc Xiaomi 12 Pro phiên bản Snap hay là phiên bản Dimensity? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Và tất cả những chiếc điện thoại mình bán thì anh em hãy nhắn tin vào Facebook cũng như Zalo của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.